Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thái Di Động. Hiện nay thì Apple đang trong giai đoạn thử nghiệm các mẫu thiết kế của iPhone 8. Theo WCC Aptech cho biết thì thiết kế điện thoại thú viên là điều mà Apple đang tập trung hướng tới. Điện thoại viền màn hình siêu mỏng đang là xu hướng thiết kế cho các nhà sản xuất. Apple cũng không ngoại lệ. Mẫu iPhone 8 với viền màn hình trên và dưới chỉ 4mm tuyệt đẹp sau đây sẽ khiến iFan thích thú. Để có một kích thước màn hình không viền gần như tuyệt đối như thế này, theo WCC Aptech, camera selfie ở mặt trước và cảm biến vân tay sẽ được Apple cho ẩn nấp dưới tấm nền OLED. Với sự biến hóa này, Apple sẽ mở ra một công nghệ kỹ thuật mới dành riêng cho chính mình. Trước đó, đối thủ của Apple là Samsung cũng đã phát triển cảm biến vân tay trên màn hình cho Galaxy S8. Tuy nhiên, mọi việc đã bị phá vỡ khi Synaptic đã không thể hoàn thành công nghệ này đúng hạn. Nhưng đây chỉ là mẫu thiết kế dự kiến. Chắc chắn Apple sẽ ra mắt iPhone 8 với một thiết kế đột phá trong kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone của mình. Như các bạn cũng đã biết, không chỉ là một tập đoàn viễn thông lớn tại Việt Nam, Viettel còn đặt chân vào thị trường smartphone với các dòng điện thoại giá rẻ dành cho người dùng phổ thông. Tuy nhiên, mới đây thì trang Dân Trí đã đưa một tin tức cho rằng Viettel sắp sửa tung ra smartphone cao cấp mới của mình. Mẫu smartphone cao cấp của Viettel có tên là Viettel Luxury Phone. Về thiết kế, nó có nhiều điểm giống với các mẫu điện thoại Vertu xa xỉ. Máy có thiết kế khung kim loại nguyên khối, được xử lý bằng công nghệ CNC, đi cùng với vỏ da và đặc biệt, tất cả được gia công bằng tay. Ngoài điểm đặc biệt về thiết kế, thì Viettel Luxury Phone còn trang bị một con chip bảo mật cực cao, được tích hợp bên trong máy giúp máy chống nghe lén, hủy dữ liệu từ xa, chặn cuộc gọi không có trong danh bạ hay lọc tin nhắn quảng cáo, v.v. Máy chỉ có thể kết nối Internet thông qua mạng 4G, không hỗ trợ Wi-Fi, không hỗ trợ Google Play. Việc lướt web sẽ thông qua một trình duyệt riêng do Viettel phát triển và được kiểm duyệt bằng bức tường lửa trước khi ra bên ngoài. Giá vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên Viettel sẽ bán giới hạn 100 máy. Một nguồn tin tiết lộ rằng Viettel sẽ có một phiên bản Luxury Phone có giá 1.000 USD, tương đương với 22 triệu Việt Nam đồng. Về cấu hình, Viettel Luxury Phone được trang bị một cấu hình tầm trung bao gồm màn hình 5,2 inch Full HD, vi xử lý Snapdragon 430, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Vâng thưa các bạn, cái việc mà chúng ta nâng cấp một cái máy tính PC cho laptop hoặc là máy bàn thì đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, anh chàng trong câu chuyện bên dưới đây chắc chắn sẽ làm cho chúng ta rất là thú vị khi mà anh ấy đã nâng cấp RAM cho chiếc smartphone Nexus 5X của mình. Theo trang Phone Arena, câu chuyện hy hữu dưới đây đang được lan truyền trên diễn đàn công nghệ nổi tiếng EDA Board. Một anh chàng thường xuyên chia sẻ những thủ thuật trên smartphone với nickname là CatHair2096 đã mua một chiếc Nexus 5X tại Hồng Kông và không may, thiết bị này cũng dính lỗi boot loot khi đã hết hạn bảo hành. Thế nhưng, thay vì mua một chiếc flagship Trung Quốc để thay thế, anh này đã nhờ đến thợ để sửa chữa và tiện thể nhờ nâng cấp RAM cho thiết bị này lên thành 4GB. Ý tưởng này nghe có vẻ khá táo bạo và kỳ cục. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là một sự bất ngờ đối với cả bản thân người thực hiện. Anh chàng CatHair2096 mới đây đã chia sẻ hình ảnh chiếc Nexus 5X của mình hoạt động trở lại với dung lượng RAM được nâng lên gấp đôi. Những hình ảnh này cho thấy thiết bị này đang chạy trên phiên bản Android mới nhất hoàn toàn bình thường. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 5 chiếc smartphone có giá dưới 5 triệu đồng sở hữu những viên pin khủng nhất hiện nay. Đầu tiên sẽ là một thiết bị đến từ nhà Asus, chiếc Zenfone 3 Max 5,5 inch ngay từ tên gọi đã nhấn mạnh đặc điểm máy sở hữu viên pin lên tới 4.100mAh. Ngoài ra, thiết bị này cũng có thể sử dụng kết nối OTG để sạc ngược lại cho smartphone khác. Thứ hai là Lenovo K6 Power. Tương tự như Zenfone 3 Max, K6 Power là mẫu smartphone nhấn mạnh vào thời lượng pin khủng với 4.000mAh. Thiết bị đến từ nhà Lenovo cũng sở hữu thiết kế kim loại, chạy trên bộ vi xử lý Snapdragon 430, bộ nhớ RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB cùng bộ đôi camera là 8 và 13 megapixel. Thứ ba là Xiaomi Redmi Note 4. Đúng với chất Xiaomi, Redmi Note 4 sở hữu một cấu hình rất khá trong tầm giá với con chip Snapdragon 625 cùng 3GB RAM. Thiết bị cũng được trang bị viên pin ấn tượng là 4.100mAh. Thứ tư là LG X-Power. Chiếc X-Power trong X-Series tầm trung của LG là mẫu smartphone nổi bật với dung lượng pin khủng là 4.100mAh. Thiết bị này từng được thử nghiệm thực tế với kết quả thu được đến hơn 15 giờ sử dụng liên tục. Và cuối cùng chính là Philips V377. Sản phẩm có mức giá hời nhất trong bài này chính là Philips V377. Đây là thiết bị hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc điện thoại giá rẻ và pin tốt. Philips V377 trông khá đơn giản với thiết kế nhựa chủ đạo. Thiết bị có cấu hình vừa đủ dùng với con chip MT6580, 1GB RAM và camera chính 5MP. Đặc biệt, viên pin của V377
77 có dung lượng lên đến 5000mAh cho thời lượng sử dụng có thể lên đến 2 ngày. Và đó tất cả thông tin của Hi News ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Di Động thông với cái logo màu vàng này nhé. Chúc các bạn sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.